Chào. Đây là trái ốc nè, nó dài ghê không? Cái này là trái này là của chắc là dám đậu bắp này của Ấn Độ hay gì á. Thấy trái ốc này không? Ồ nó dài it's too long ha. Quá dài luôn. Đây, mình có nhiều lắm, giờ mình làm cắt này nè. Năm ngón tay của em như em bé xinh xinh.